Kính chào quý khán giả và bà con cử tri đang xem chương trình Đại biểu dân cử với cử tri. Trong chương trình đầu tiên của năm Bính Thân gồm có những nội dung chính sau đây. Hậu Giang tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Người dân được đón mùa xuân trọn vẹn sau khi những bức xúc kiến nghị được giải quyết. Thực hiện chỉ thị 51 của Bộ Chính trị, tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị triển khai đến các đại biểu 7 văn bản hướng dẫn quan trọng của Trung ương và của tỉnh trong công tác bầu cử, nhằm quán triệt tư tưởng, nhận thức đến các cấp ủy đảng, từ tỉnh đến cơ sở về tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016. Để đảm bảo công tác bầu cử đúng thời gian và quy định của pháp luật, ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, yêu cầu hệ thống chính trị, lãnh đạo các cơ quan, địa phương phải nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phổ biến thông tin đầy đủ đến với mọi tầng lớp nhân dân. Bởi cuộc bầu cử lần này có một ý nghĩa đặc biệt là đất nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Đây sẽ là kinh nghiệm tốt để phát huy vai trò làm chủ nhân dân trong việc lựa chọn những người có đức, có tài vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Lãnh đạo các sở ngành các cấp, các địa phương được phân công theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh phải khẩn trương xây dựng chương trình và triển khai thực hiện một cách cụ thể, chặt chẽ, đúng tiến độ. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giải quyết, triển khai ở cấp cơ sở xã phường theo hướng là hiệu quả, kịp thời, an toàn, dân chủ và công khai. Thứ ba, chỉ đạo chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị kịp thời đấu tranh phòng chống ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để thực hiện các âm mưu và hành động chống phá, xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ta. Thưa quý khán giả và bà con cử tri, về kế hoạch và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mời quý khán giả và bà con cử tri theo dõi. Thưa ông, thì đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng như là bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 thì đến Hậu Giang chuẩn bị như thế nào ạ? Nói chung là sau khi quán triệt cái chỉ thị của Bộ Chính trị và cái nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về xác định ngày 22 tháng 5 năm 2016, ngày Chủ nhật, đó là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Có thể nói thời điểm này để tổ chức cái này là một thời điểm cũng hết sức là khẩn trương, có nhiều cái hoạt động trung tâm. Cái Ủy ban bầu cử của tỉnh thì cũng họp đã đưa ra được những cái nội dung công việc, rồi giao cái nhiệm vụ cho từng cái thành viên của cái ủy ban bầu cử, rồi cái kế hoạch tổ chức cái làm việc, kế hoạch làm việc của cái ủy ban bầu cử, rồi những cái văn bản có liên quan để triển khai tất cả các cái văn bản mà để đảm bảo phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân thì cũng đã được cái ủy ban bầu cử của tỉnh đã chuẩn bị đến giờ này có thể nói là tương đối là chu đáo. Sau cái Tết thì các huyện bắt đầu bắt tay vào công việc, các ban bầu cử, tổ bầu cử bắt đầu vào công việc. Thì nói chung có khẩn trương, nhưng mà tỉnh Hậu Giang thì cũng có cái chủ động, có cái sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thì đến nay coi như là cũng đã bắt đầu hoàn thành được các cái công việc như kế hoạch đã đề ra. Thưa ông, thì để cho công tác bầu cử diễn ra an toàn, thắng lợi cũng như là phát huy tối đa cái quyền làm chủ của nhân dân, như vậy thì những cái vấn đề nào mà các địa phương cần lưu ý ạ? Thì xin lưu ý đối với các địa phương rằng đó là ngay thời điểm chúng ta nghỉ Tết cũng khá dài ngày. Như vậy thì cái hiệp thương lần 1 trước 95 ngày đấy là ngày 17 tháng 2
chúng ta phải làm là cái thời điểm cuối cùng của hiệp thương lần 1. 18 tháng 3 là chúng ta phải tổ chức cái hiệp thương lần 2 trước cái ngày bầu cử là 65 ngày. Và cái hiệp thương lần thứ 3 cũng là lấy cái mốc là ngày 17 tháng 4 trước cái ngày bầu cử là 35 ngày. Thì chúng ta phải làm này, không thể thể trễ hơn được. Và chúng ta phải đảm bảo theo cái quy trình, theo cái lịch biểu thời gian. Còn một cái việc nữa để làm sao phát huy cái quyền làm chủ của người dân, để người dân biết, người dân tham gia đó, để cho nó thể hiện cái trách nhiệm của cái dân chủ đó, thì hiện nay là ba cái tiểu ban của cái ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang đã hình thành. Thì chúng tôi cũng đang giao cái nhiệm vụ là cho cái tiểu ban tuyên truyền đó là phải phối hợp với các cái cơ quan báo đài địa phương làm sao đẩy mạnh các cái nội dung để cho đến người dân biết, để người dân có cái điều kiện để tham gia từ bước đầu này, để làm sao tất cả chúng ta vào cuộc để làm sao cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân trên địa bàn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của người dân, ủy ban bầu cử sẽ hoạt động đạt được cái yêu cầu đặt ra. Thưa ông, thì quyết tâm của Hậu Giang như thế nào trong cái cuộc bầu cử lần này ạ? Đây là một cái nhiệm vụ mà như Bộ Chính trị có chỉ đạo trong cái chỉ thị đấy, là xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 này. Do đó mà cái ủy ban bầu cử là phải đảm bảo là cái sự lãnh đạo của Đảng, là cái quyết tâm làm sao là đảm bảo cái cuộc bầu cử là thắng lợi, đạt được cái yêu cầu đề ra, an toàn, phát huy được cái vai trò người dân và bầu ra được cái cơ quan cũng như là cơ quan dân cử cũng như là cái đại biểu, và cũng hiểu rằng sau cái đại hội Đảng các cấp thì đây là một cái kỳ mà chúng ta cũng sẽ bầu ra các cái cơ quan Hội đồng dân, ủy ban dân để điều hành thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương chúng ta. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là sau cái đại hội Đảng của tỉnh á, thì cái bầu cử này là một cái dịp mà để rồi chúng ta chọn lựa những đồng chí đủ đức đủ tài để bầu vào các cái cơ quan thực hiện các cái nhiệm vụ của Đảng, của nhân dân giao, và tiếp tục đưa cái tỉnh Hậu Giang chúng ta đi vào cái phát triển ổn định và bền vững. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình đại biểu dân cử với cử tri do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện. Đây là chương trình phản ánh hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, là cầu nối giữa cử tri với đại biểu dân cử. Chương trình cũng là nơi để cử tri đề đạt những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong đời sống, sản xuất. Và thông qua chương trình này, những ý kiến từ các đại biểu dân cử, các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành cũng sẽ được phản hồi đến cử tri. Phóng sự sau ghi nhận phản hồi của người dân về chương trình này. Cách đây một năm, mỗi khi muốn xem TV thì ông Lê Văn Hai phải tắt tất cả các thiết bị điện trong nhà, bởi điện con nuôi rất yếu mà giá lại cao. Còn bây giờ, gia đình ông đã có thể sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc mà giá điện cũng không còn cao như trước. Nhờ là đài đồ này kia lên đó, người người dân ta mới làm đơn gửi qua sở điện lực. Người nhờ sở điện lực qua nó khảo sát này kia, nó coi là nó kéo điện giờ dân ta có điện thắp sáng. Cái Tết năm nay thì rất mừng và sáng sủa, rất vui vẻ, cũng mang ơn nhà nước. Niềm vui của ông Hai cũng là niềm vui chung của gần 100 hộ dân ở ấp Bình Phong và Vĩnh Quế của xã Vĩnh Tường. Bởi sau khi chương trình đại biểu dân cử với cử tri phản ánh tình trạng người dân ở đây bức xúc về điện câu đuôi, chỉ một tháng sau thì người dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Những bức xúc, kiến nghị về điện câu đuôi không an toàn đã được giải quyết. Trong lòng của mỗi người, dường như Tết đã đến từ lâu. Vì hồi xưa là câu đuôi là đâu có đủ cung cấp đâu, cái bóng đèn nó lu, đèn này, cái tivi này nè, nhầm khi là không có bắt được luôn. Còn bây giờ thì mỗi nhà đều có hết, rồi cái đèn ánh sáng đủ, người dân ta rất là mừng. Tại vì có điện điện để mình xài đó. Thì cũng nhờ cái chương trình mà phản ảnh lên đó, nó thành ra mới có, chứ thôi không biết đợi tới chừng nào mới có. Hơn một năm trước,
ngôi nhà của ông Nguyễn Thanh Giang ở khu vực 4, phường 4, thành phố Vị Thanh như thế này. Năm 2009, vợ chồng ông Giang gửi đơn khởi kiện vợ chồng ông Đặng Ngương Trung và bà Lê Thị Châu vì xây nhà không đúng theo giấy phép xây dựng, gây sụp lún ảnh hưởng đến nhà ông. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, Tòa án Nhân dân thành phố Vị Thanh xử sơ thẩm buộc ông Trung và bà Châu phải bồi thường thiệt hại cho ông Giang và khôi phục ngôi nhà lại căn nhà của ông bà theo hiện trạng thẳng đứng để trả lại khoảng không gian đã lấn chiếm. Lo sợ căn nhà bị lún sập, cả gia đình ông Giang phải thuê nhà ở. Hầu như cơ quan công quyền nào ông cũng đều gõ cửa. Cái bản án là kéo dài cho đến là nay thì là tôi quá bức xúc, thành thử là tôi đã khiếu kiện đến nhiều cơ quan có chức năng. Ví dụ là tôi đã qua bên là ban nội chính tỉnh ủy Hậu Giang, rồi tôi đã gửi qua bên văn phòng tỉnh ủy Hậu Giang, rồi tôi đã gửi qua bên văn phòng của ủy ban dân tỉnh Hậu Giang, rồi gửi qua chỗ chi cục, rồi gửi chỗ là cục thi hành án của tỉnh Hậu Giang, rồi tới đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh Hậu Giang, nhưng mà đến nay là vẫn chưa thi hành được. Sau khi chương trình phản ánh, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh nhanh chóng vào cuộc. Tình trạng sụt lún được khắc phục và phần đất của ông Giang cũng được trả lại không gian để xây nhà. Tôi thấy là sau khi là bản án có hiệu lực nhưng mà do bản án tuyên không rõ ràng, thử ra là thi hành án thi hành rất là chậm, nhưng mà sau khi là qua cái phản ánh của chương trình lên là đài phát thanh truyền hình thì tôi thấy là đây là một cái tiếng nói mạnh của là báo đài. Năm nay mình ăn Tết thì gia đình tôi rất là vui vẻ và tôi cũng là hy vọng là vài tháng nữa tôi sẽ về nhà mới, đó là một cái hạnh phúc nhất của gia đình. Khi những bức xúc kiến nghị được giải quyết, những nguyện vọng chính đáng được đáp ứng, người dân không chỉ có được cuộc sống hạnh phúc mà quan trọng hơn, lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước được củng cố. Đó mới là hiệu quả thực sự của chương trình đại biểu dân cử với cử tri. Quý khán giả và bà con cử tri thân mến, chương trình đại biểu dân cử với cử tri kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và bà con cử tri đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý khán giả và bà con cử tri năm mới bính thân, nhiều sức khỏe, an khang, hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.